Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn pha chế pasta lassi hay gọi lassi chanh dây, gồm có 30ml chanh dây, một hũ sữa chua, nước đường, sữa đặc, chio chanh dây. Cách làm như sau. Đầu tiên, mình sẽ cho 30ml chanh dây vào máy lên. Sau đó mình sẽ cho một hũ sữa chua. Rồi, sau đó mình sẽ cho 15ml nước đường. Sau đó mình sẽ cho 30ml sữa đặc. Tiếp tục mình sẽ cho 15ml chanh dây, 15ml siro chanh dây. Sau đó mình sẽ cho một cúc đá. Rồi mình sẽ đổ sản phẩm ra ly. Rồi, on top whipping cream. Rồi mình trang trí một giỏ chanh dây. Mình cho một cây khuấy. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học hôm sau.